thì thịt chuột mà nó nhiều vị nhá, tao nói thẳng một câu ấy mà nói về nhìn có ghê thôi nhưng mà bảo mà để ăn cứ bình thường mà để có cái giá cày mà ăn nhá. Dạ. Biết rồi. Biết. Ừ, ngon mà. Cái này tôi làm là cày là quá ngon. Ngon hơn. Điểm nước ngon này. Năm năm vào. Còn sợ nhưng mà không phải thằng Nâm nó sợ bà anh. Không phải Nâm không ăn, nội tạng nó ăn, cái chuột là Nâm không ăn. Cháu nói thật ra là ở dưới quê Kim Động kia, nói thật ra là cái thịt chuột nhìn nó bảo mà nhìn trông đầu có hết trông kinh khủng kìa. Ăn cái này ngon mà. Ăn cái này thịt gà đã bằng đây à? Bao đầu mình làm trắng đó luôn. Ủa cái bỏ. Nhưng mà nhìn đầu trông kinh. Nó bảo là tôi là chạy đâu chỉ biết anh mến là mấy ăn đầu nó luộc đầu nó ăn kinh đẹp. Cái mấy nó ăn đồ xã ở cái chỗ nó ăn nó hay chuột. Ăn đầu trong kinh à? Ăn cái này ngon. Kể chuột đỏ hao hao. Chua. Em thấy chưa? Nó thật ra là ngon cực kỳ. Cực ngon luôn. Mà nó không có cái ghê. Tao đang kiếm view YouTube mình biết à? Cái gì nhỉ? Không phải cái này nếu mà hôm qua mà ấy bảo là nhắm mắt mới bịt mũi để ăn nhưng mà ăn cái này ngon mà ngon chẳng ăn cái này sau đợt sau nhớ mãi. Kiểu này chắc Tân không dám ăn mấy à? Không, cháu hôm qua cháu dự định là vào đây rồi nhắm mắt bịt tai trên tài cả gà bảo là hôm qua nếu mà hôm nay mà không chắc nhà anh Lâm chỉ có toàn chuột chắc là nhắm mắt xong rồi bịt mũi thử ăn xem nó thế nào. Ngon quá ngon đấy. Ăn cái này loại này còn ngon hơn đấy. Cảm tưởng ở dưới Kim Động ấy là người ta ấy là toàn đầu mới cả. Có cả đầu với đuôi trông kinh lắm. Mà nó nếu mà luộc nên nó bở. Đấy ăn thử đem ngon lắm.